kính thưa quý phật tử quý đạo hữu gần xa chúng tôi xin thuật lại bài năm mẹo phải trôi thìn thôi rũ giáo do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau chọn nghĩa vẹn tình thầy xin mới được kỳ vân hữu phước biết trước thân ta cậu xuống ta bà trông dây trông phút chọn tình cốt nhục chọn nghĩa bá gia phật mới thiết tha cùng ngài tha thiết trở nên hiểu biết đời kiệt không còn mắt lệ thon von cầm đờn ta khẩy chết ba chết bảy trò hãy biết liền. Đổi thị đổi thiền thôn lân khốn khổ. Đất đai nghiêng đổ không chỗ mà nương, tan nát thịt xương thấy ôi muôn mảnh, trời đã đổi cảnh chắc chịu bó tay. Đừng nói giờ hay đừng bày mưu mẹo, đừng chọc đừng gẹo động đến thiên cung. Thiên tướng trùng trùng thiên binh xuất hiện. Kỳ này thầy kiện cho tới thiên hoàng, trời đã hạ san phạt đàn ma quái. Vì thuyền cậu lái đưa chúng qua sông, xuống để lập công dài dòng kêu réo, người đâu có khéo thấy kèo nguy cơ. Sắp đến bây giờ chơ vơ hết giáo. Bị vây bị báo quả nọ căn đền. Nhớ ta đừng quên không tên không tuổi, từ đây may rủi ta thấy liền liền. Sớm thì chiều thiêng phải lo thu xếp, tu không có kịp bá tánh ai ơi. Nó quá là lời chê trời chê Phật. Chê thôi các bậc khủng khiệu nơi trần, chê hết toàn phần làm vua làm chúa đừng nên quá múa khoe mó khua môi. Năm mẹo phải trôi thìn thôi rũ giáo Ta về ta cáo với lệnh thượng hoàng. Thiên tướng hạ san thiên binh trừng phạt, đừng nên nộ nạt hiếp đáp người lành. Đừng có nảy sanh tâm kia tà tặc, đừng làm ra giặc để hại người ngay. Chúa Thánh ra bài Phật vương lập vị. Chắc rằng phải bị người trí giáng lường. Trích băng chọn nghĩa vẹn tình, đức cậu bần sĩ vô danh ứng khẩu thuyết năm 1998. Kinh Phật Vương Di Lạc Trang 82-83, Thiền Tịnh Biểu Sơn, Sydney Ấn Tống năm 1999. Lời câu sấm, năm mẹo phải trôi thìn thôi rũ giáo ám chỉ năm quý mão 2023 thế chiến ba bùng nổ ở Israel, Gara. Sang năm giáp thìn 2024, binh lửa lan tràn cả vùng Trung Đông. Thành phố sụp đổ điêu tàn, người chết vô số, các giếng dầu khí bị tê liệt, thế giới khủng hoảng kinh tế trầm trọng vật giá gia tăng cầu sấm đừng nói dở hay đừng bày mưu mẹo cụm từ mưu mẹo là thuật ngữ từ ngàn xưa chư vị thiêng liêng cói trên đưa xuống dân gian dùng để cảnh báo trước rằng đến năm mẹo quý mão 2023 thế chiến ba bùng nổ vùng trung đông đưa nhân loại đến đại họa tận thế trong thơ khoán thủ gửi cho kỳ vân cư sĩ đức cậu bẩn sĩ cũng cho biết về thuật ngữ mẹo mưu mưu mẹo như sau giã tan võ trụ quả địa cầu rời rạc tiêu điều phút canh thâu. Năm dần đúng lúc ôi khó tránh. Mẹo miu miu mẹo có còn đâu. Bần sĩ vô danh biết cơ trời, làm sao tránh khỏi kỳ vân ôi. Ba bên bốn phía đang vây phủ. Trùng trùng điệp điệp đến không lời Rồi đây phong cảnh ôi thảm não. Khắp trong hoàn vũ sẽ dã rời. Năm mẹo, tiên tri của đức cậu bần sĩ vô danh, suy đời luận đạo trang một trăm. Thiền tịnh Biểu Sơn Sydney ấn tống năm 1998. Rắn rồng sợ chạy. Buồn rầu rầu buồn rầu rầu Hỗn ngươn xoay lại đời nay mơ màng. Mèo kêu vang, mèo kêu vang. Rắn rồng sợ chạy vào ngàn ẩn thân. Ngọn cờ phất, chống thùng tan. Kẻ lên người xuống hai đảng khác nhau. Quặn ruột đau, quặn ruột đau. Phật tiên thương chúng dạ sầu héo khô gắng công lục tự nam mô họa may cá suối gặp hồ liên hoa phật trời lòng lại xót xa giáo trong thiện chúng long hoa mà nhờ gió đưa ngọn cỏ phất phơ sẽ coi cuộc thế như cờ bị vây cảnh đã xây cảnh đã xây nhành lai đời khác đổi thay cuộc đời xem trong máy tạo hết rồi ngửa nghiêng biển thẳm giã rời bờ ao thuyền ai chạy tới sông đảo thuyền ông bắt nhã Phật vào độ dân, khuyên người sớm xả bụi trần, dắt cho khỏi trốn mê tân bớ người, xúc sanh ngạ quỷ là loài, màng chi những trốn lạc loài đọa thân, tây phương thắng bước chơn lần, hưởng nhờ muôn thuở biểu châu thiếu gì tín thành truyền dạy vân vi, bớ người lớn nhỏ sao không giữ gìn. Nay xem cảnh thế tinh lình, vô thường quỷ dẫn ai binh đặng nào, sớm còn tối mất lao đao tỉ như trời chớp, sáng nào đặng lâu, dặm canh thâu, dặm canh thâu, thở than than thở lo âu cho đời. Nghĩ trong cuộc thế vơi vơi, khổ tăng ra khổ trong đời gian nan. Sấm truyền Đức Phật Thầy Tây An, lưu ở đình Tổng Sơn năm kỷ dậu 1849, Nguyễn Văn Hầu Biên Khảo Ấn Tống năm 1973. Bói quạt, khoa học đời nay thật khéo cho, bày ra cái máy chạy vo vo tranh quyền tạo hóa nồng thay lạnh, Đông Á lần hồi phụ quạt mo. Có tiền mua lấy cũng nên cho. Tủ sắt còn đầy còn gió vo. Nhưng ngặt khan dầu e hết điện. Trở về lối cũ lượm cau mo. Cau mo chừng ấy đất tiền cho, ngóng cổ thêm dài hút gió vo. Chủ khách ngẩn ngơ cơn nóng bức, thôi thì toa mỏ tạm dùng mo. Vịnh quạt máy, Đức Huỳnh Giáo Chủ viết tại Bạc Liêu ngày 21 6 Tân Tị ngày 15 tháng 7 năm 1941. Lời bình, quạt máy tượng trưng nền văn minh khoa học máy móc thực nghiệm hiện đại phá hoại môi sinh mà loài người vỗ ngực tự hào. Quạt mo tượng trưng nền văn minh thô sơ hiền lành cổ đại an dưỡng môi sinh mà loài người đã miệt thị chê bai cổ hũ. Tất cả ba bài thơ đều gieo vần cho, vò, mo điệp ngữ điệp vận nhằm mục đích nói thiên cơ thế chiến ba. Vậy phải chăng tác giả ám chỉ thế chiến ba sẽ đưa nhân loại trở về thời đại quạt mo Mượn cái quạt máy để bói tiên tri tương lai nhân loại, Đức Thầy Huỳnh Giáo Chủ đã nêu lên đại họa khan hiếm dầu, vì khan dầu ắt hết điện. Khi khan dầu, các nhà máy điện không thể hoạt động phát ra điện năng, nếu hết điện, chắc mọi sinh hoạt toàn cầu bị tê liệt. Và nếu không có dầu, máy bay không thể cất cánh, tàu nằm u, xe không chạy. Nói tóm, mọi hoạt động thời đại điện năng bị ngưng trệ, xã hội rối loạn, giặc dậy. Cụm từ âm tiếng Pháp toa mỏa là mải tao ám chỉ thực trạng văn minh Tây Phương rối loạn không còn tôn ti trật tự gì nữa. Chừng nào thế giới gặp đại họa khan dầu, khi bom nguyên tử nổ gây nhiễm độc phóng xạ nguyên tử, các giếng dầu bế tắc, cả thế giới văn minh điện tử tê liệt chừng đó các bà già miệng nhai trầu bỏm bẻm kêu đám con cháu môi son má phấn nhỏng nhảnh đi giày cao gót trở về lối cũ lượm cao mo quạt mo đắt tiền đạo phật rượu rượu thậm thâm giàu mà tận thế ngàn năm vẫn còn kẻ dại bị khôn đánh đòn vì thời bất đại chiều lòn cho qua gặp cơn bình địa phong ba kẻ khôn lại dạ mới là lạ cho có quạt máy phụ quạt mo chừng nào hết điện quạt mo đắt tiền đi tàu thì khỏe hơn thuyền. Khi tàu chết máy xuống thuyền ai cho, nắm khi đói gói khi no. Chê bài mắng nhiếc nhỏ to làm gì, kinh giảng xưa của Tứ Thánh, kỳ vân siêu tầm. Sydney, ngày 12 tháng 12 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.